Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Văn Hóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game của VTC nữa. Đó chính là Hỏa Thiên Quyết. Ôi trời. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chơi thử Hỏa Thiên Quyết nhá. VTC mình thấy có mấy game gì cũng có chữ quyết, không biết là quyết gì. Rất nhiều quyết luôn. Nhưng mà đây hôm nay chúng ta sẽ chơi thử Hỏa Thiên Quyết. Có Ma Thiên Quyết này. Nhiều thứ lắm, mình không nhớ hết được. Rồi chờ thử xem là Hỏa Thiên Quyết này sẽ như nào. Sao nó quay các bạn. Rồi chờ thử rồi. Tắt cái nhạc này. Rồi chỉnh vào cái nhạc. Rồi đây chính là in game của Hỏa Thiên Quyết. Game này giống cái game hôm trước tôi vừa làm ấy. Cái đồ họa kiểu hơi củ chuối như này. Đi trong kiểu như là cái mấy game ngày xưa. Như kiểu game 7 viên ngọc rồng ngày xưa tôi chơi ấy. Game lần trước chơi là game gì nhỉ? Thì tôi quên mất tên rồi không ạ? Nó nhiều game quá. Xem nào. Mình vừa chơi hôm trước là cái game gì của cũng của VTC này. À, xem nào. Hôm trước mình vừa chơi thử game Thiên Địa của VTC. Trước đó là chúng ta đã có bài video về tân điêu mà có lẽ của VNG. Cái game này thì mình thấy khá là giống cái engine của Thiên Địa của VTC, một game mình mới làm ngày hôm 8 tháng 5. Hỏa Thiên Quyết tên chất lòi nhỉ. Nó xem ưu đãi cái gì à? Ồ, như vậy có luôn tọa kỷ anh em ạ. Từ thủ cưỡi đấy. Ồ, cái NC này ít nhất luôn của cái game kia nhá. Kiểu lính nó cũng kiểu đứng như này. Hệ thống treo may cũng thế. Đi xem đánh boss của ta không? Ủa, giống như hết cốt luôn kìa. Ý hết cốt của Thiên Địa VTC luôn. Mà bên Thiên Địa mình nhớ là không cưỡi ngựa mà là cưỡi cái con cá voi cơ. Chúc mừng năm mới không? Game này có vẻ ít người chơi. Rồi, chúng ta sẽ giết tổ quân đảo phụ bản đầu tiên. Rồi, như vậy khác rồi. Cái engine của Thiên Địa nó không có cảnh như thuyền này. Ôi, nhìn cái tên trông ảo lói cậu. Nhìn trông chán đời đấy. Đồ họa như kiểu con chết à. Son Goku rồi chưa. À, giống với cái game mà anh xem cái game gì nhỉ? Ninja cái chân này. Đồ họa hay đê chứ, cười rồi. Mà cái này thì cấu hình nhờ nhẹ thì máy em mà yếu mới chơi được. Nhẹ nhàng, càng có khoảng 700 mây thôi. Rồi sao? Mẹ cưỡi ngựa đi trên tàu không ạ? Tôi thấy ảo quá. Đi trên tàu còn phải cưỡi ngựa.
Hey!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.